Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Tuấn Lưu Organ, một kênh YouTube chuyên biệt về hướng dẫn học đàn organ cho người lớn tuổi với cái cách hướng dẫn, cách học phương pháp học dễ nhất giúp cho quý vị có thể lĩnh hội nhanh nhất những kiến thức hữu ích khi chơi đàn organ. Trong video này tôi muốn giới thiệu tới quý vị một cái phần rất là hay mà tôi tin rằng nó rất là hữu ích với tất cả những người chơi đàn organ với cái thương hiệu đàn là Yamaha. À, tôi sẽ hướng dẫn quý vị từng tính năng của các cái nút ở trên mặt đàn. Hiện tại tôi đang hướng dẫn quý vị trực quan ở trên cái đàn SX700 và SX900. Tuy nhiên hầu như những cái model đàn organ từ trước đến giờ đều có những cái nút như thế này và ghi tiếng Anh như thế này. Tôi hướng dẫn quý vị ở cái đàn hiện đại nhất thì từ đó quý vị xem và quý vị ứng dụng trên cái đàn của quý vị ở cấp độ đàn nào dù là đàn đơn giản, đàn ít hiện đại thì quý vị cũng sẽ hiểu được những cái tính năng mà nó hiện ở bên trên. Ở mặt đàn mà các cái nút này, mỗi một nút nó có một tính năng thì để làm sao mà quý vị biết được và quý vị sử dụng nó một cách hiệu quả nhất. Xin mời quý vị chúng ta cùng bắt đầu. Đầu tiên thì quý vị thấy rằng nó có một cái nút, đây là nút bật tắt nguồn. Thì ở những cái đàn đời trước, đời thấp ấy, thì nó là cái nút mà nó có cái lò xo Phải ấn tạch một cái và tắt đi tạch một cái Nhưng ở những cây đàn hiện đại thì người ta dùng cái tắt nguồn mềm Có nghĩa là nó là một cái núm dạng cao su đấy quý vị ạ Đó, thì quý vị bấm nhẹ khoảng 2 giây thì là bật đàn lên Và khi quý vị tắt đi thì quý vị cũng giữ nhẹ khoảng 2 đến 3 giây là sẽ tắt tắt đi Quý vị tránh ấn mạnh Ở cái đàn SX700, SX900 thì quý vị bật đàn lên Ví dụ quý vị trong vòng 30 phút quý vị không sử dụng thì cái đàn nó sẽ tự tắt. Đàn này người ta cài đặt cái tính năng đó rất là hay. Dưới nút nguồn là nút volume. Tiếp theo, chúng ta sẽ vào những cái nút nằm ở phía dưới gần bàn phím. Đây là những cái nút rất là quan trọng. Đầu tiên, quý vị cần lưu ý đó là cái nút có chữ ACMP. Nút này có nghĩa là khi quý vị bật lên thì nó mới có hợp âm bên tay trái. Ở một số cái đàn đời trước thì người ta ghi chữ là ACOM, A C O M. Đó, ACOM hoặc là ở cây đàn Casio thì người ta sẽ ghi là Finger nhưng ở những cây đàn Yamaha thì phổ thông đa số là chữ ACMP thì quý vị phải bật cái nút này lên thì mới có hợp âm bên cạnh đó là cái nút có chữ là OTS Link cái nút này có nghĩa là mỗi một cây đàn người ta đã cài đặt sẵn một cái tiết tấu nó sẽ kèm theo bốn cái tiếng người ta đi theo của từng cái phim A B C D nếu như quý vị bật cái nút này lên mà quý vị ấn vào phim A khi quý vị đánh thì cái tiếng của nhà sản xuất trên cái đàn này nó đã cài sẵn rồi thì nó sẽ có sẵn tiếng quý vị không phải chọn nữa đó nó đi theo từng tiết tấu nó chỉ có bốn tiếng thôi a b c d chính vì thế khi quý vị bật cái nút ots này lên mà quý vị chưa biết chọn tiếng nào ấy, thì bật cái nút này lên Mà quý vị ấn a thì nó một tiếng b nó sang một tiếng và c một tiếng d một tiếng đấy còn thường khi mà chúng ta có cái bộ tiếng các banh tiếng giống như những cái đàn mà tôi giới thiệu cho quý vị là có banh tiếng là mình cài riêng rồi thì mình sẽ không dùng đến tiếng này bởi vì cái cái nút này để để lấy những cái tiếng cơ bản ở trong đàn thôi chứ còn cái bộ cml mà ta cài vào thì nó hay hơn nhiều thì ta không dùng đến cái cái phần tiếng của đàn thì ta không dùng đến nút này quý vị không chị ạ đấy là nút ots link nút này rất nhiều người không biết đó là tác dụng là gì thì tôi giới thiệu là như vậy dưới cái ots link là cái nút có tên là auto fill in cái nút này nếu như quý vị bật đèn lên nó sáng đèn thì khi quý vị ấn a sang ấn sang B thì nó sẽ có cái dồn trống quý vị ạ. Còn nếu như quý vị tắt cái nút này đi thì khi quý vị bấm từ A sang B sang C sang D thì nó không có dồn trống. Đó, nó là cái nút mà để chúng ta nếu như muốn dồn trống cái phim nó tự động nháy thì để chúng ta sẽ bật cái nút này lên. Còn nếu không ta tắt đi nhưng mà thường là nên để để chúng ta dồn trống. Đấy là nút auto finin. Bên cạnh auto Fining, chúng ta sẽ có intro, intro có nghĩa là khúc nhạc dạo đầu mỗi một tiết tấu của nhà sản xuất người ta sẽ sản xuất sẽ có một cái nhạc intro và nhạc ending cái ending thì nó nằm ở phía dưới đây quý vị có thể nhìn thấy intro và ending thế thì cái intro ở những cây đàn đời thấp nó chỉ có một intro thôi một nút thôi chỉ có một cái nhạc dạo thôi nhưng với những cây đàn đời cao thì chúng ta sẽ thấy nó có ba nút intro người ta đánh dấu là một hai ba một có nghĩa là đoạn nhạc intro rất là ngắn chỉ trong vòng khoảng một hai nhịp thôi nếu mà chúng ta ấn Intro 2 Thì sẽ có một đoạn nhạc dài hơn một chút Intro 3 thì là dài nhất Như vậy cái nút Intro là đoạn nhạc dạo Và người ta có 1, 2, 3 Intro 1, Intro 2, Intro 3 Và ở Ending cũng thế Chúng ta sẽ thấy là Ending nó cũng sẽ có 3 nút Ending Ending 1, Ending 2, Ending 3 Có nghĩa là phần kết nhạc Thì khi quý vị chơi hết một bài Chúng ta muốn nó kết gọn gàng thật nhanh Thì chúng ta ấn Ending 1 Thì nó sẽ Param 1 trong vòng một đôi nhịp là nó sẽ kết thúc đó rất hay nếu như chúng ta muốn dài hơn một chút thì ta ấn ending 2 và muốn dài hơn nữa thì ending 3 đó tóm lại intro và ending là phần nhạc dạo và nhạc kết thúc của mỗi một tiết tấu ở trong đàn người ta đã nhà sản xuất người ta đã làm sẵn nó sẽ đi theo từng tiết tấu bên cạnh cái intro chúng ta sẽ thấy có cái main variation bốn cái nút a b c d cái này có nghĩa là gì ở những cái đàn hiện đại chúng ta sẽ có bốn nút abcd còn những cái đàn đời trước đời cũ thì chúng ta chỉ có ab thôi bốn nút abcd chúng ta có thể hiểu đơn giản là a là mức độ nhẹ nhàng à, cái cách đánh của cái tiết tấu đó người ta làm nhẹ nhàng và ít cái nhạc cụ b nó bắt đầu tăng thêm nhạc cụ và đánh dồn dập hơn cái cách đánh c tăng cao hơn nữa và d là cao nhất điều này nó 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 có giá trị là gì là khi chúng ta hát một bài hát quý vị thấy là phần trình bày bao giờ nó cũng nhẹ nhàng êm đềm. Sau đó đến phần cao trào thì cái phần tiết tấu nó dồn dập hơn và ca khúc nó lên đến cao trào. Bốn cái bên này nó sẽ thể hiện bốn cái cái giá trị về cái tiết tấu nó mạnh dần tăng dần. Chính vì thế khi mà chúng ta chơi một cái cái cách phổ thông mà quý vị đánh câu nhạc dạo bao giờ ta cũng để ở C hoặc D. Sau đó ấn dồn trống đưa về A để ca sĩ người ta hát đoạn đầu tiên nó nhẹ nhàng tình cảm. Đó, nó thể hiện đúng cái tính chất của ca khúc thì bốn cái nút main variation này có tác dụng là như thế bên cạnh bốn cái nút abcd này chúng ta có một cái nút break cái nút này có nghĩa là khi chúng ta ấn vào đây ở bất kỳ một phim nào thì nó sẽ có một cái dồn trống nó không giống như abcd đó là cái tác dụng của cái nút break này tiếp theo bên cạnh cái nút break này chúng ta lại có ba cái nút ending và read ba cái nút ending này tôi vừa mới nói intro và ending rồi thì nó có thêm một cái chi tiết ở đây là nó có gạch ngang chữ read này Read là có nghĩa là gì? Nếu như quý vị ấn ending một lần, xong quý vị ấn tiếp một lần nữa thì nó sẽ nhạc nó sẽ kết và nó sẽ chậm dần. Nó read những kiểu RAM ấy quý vị ạ. Đó, rất là hay. Nó chậm dần, nó chậm dần. Nó sẽ chậm 1, chậm 2, chậm 3 thì cái nút read này có nghĩa là như vậy. Bên cạnh cái ending read chúng ta lại có ba cái nút. Nút này người ta làm màu khác ra màu hơi xám xám nó không phải màu đen nữa có nghĩa rằng người ta muốn nhấn mạnh nhà sản xuất muốn nhấn mạnh về ba cái nút này ba cái nút này rất là quan trọng trên bất kỳ cây đàn nào của hãng yamaha hay tất cả những hãng khác đều có những cái nút đặc trưng đó là nút start stop chúng ta sẽ tìm hiểu từng nút một đầu tiên ta để ý cái nút start stop cái nút này có nghĩa là khi quý vị bật tắt là bật trống và dừng trống chỉ có trống thôi quý vị nhé chưa có hợp âm quý vị muốn có hòa âm chúng ta phải bấm hợp âm thì cái nút này là stop start stop bật và tắt chúng ta sẽ thấy ngay hiệu quả của nó bên cạnh đó là cái nút xin start có nghĩa là gì xin start cái này chỉ dùng khi quý vị dùng hợp âm quý vị phải bấm cái bờ cái cái nút acmp lên rồi và quý vị bấm cái nút xin start này nó sẽ có đèn đỏ ở đây để nó chờ khi nào quý vị bấm hợp âm thì mới có nhạc đấy cái nút này rất là tiện lợi dành cho những người mà bắt đầu đang tập đàn thì chúng ta cứ mỗi một lần tập chúng ta ấn nút này để cho nó dừng để nó chờ ta thì cái nút shift start này có tác dụng là như thế thế còn cái nút shift stop có hình ô vuông này có nghĩa là gì shift stop này nó chỉ ở những cây đàn hiện đại mới có còn những cây đàn đời thấp không có nút shift stop nút shift stop này khi mà bấm bật đèn lên là quý vị bấm hợp âm mà quý vị nhấc tay ra khỏi bấm âm thì nó sẽ dừng nhạc cái nút này rất là giá trị với những người đi đệm hát chúng tôi thường hay dùng những nút này để chỉnh nhịp tức là cái quá trình đệm hát có thể có những người hát không chuyên thì người ta sai nhịp rất nhiều thì người ta đang hát người ta sai nhịp bởi vì cái âm nhạc cái đặc tính của nó là phải có nhịp quý vị ạ và trong mỗi một cái cái nhịp nó sẽ có đầu phách là phách mạnh và phách nhẹ thế thì cái nút này nó sẽ có tác dụng là để chữa chữa nhịp đó và những người nhạc công chuyên nghiệp ấy, thì gặp những cái ca hát sai nhịp họ chữa nhịp rất nhanh còn những người nào mà chúng ta để ý là đệm hát mà thấy ca sĩ hoặc là người hát hát sai nhịp chạy một lúc rồi vẫn sai thì người ta chưa sửa được nhịp thì cái đàn đấy có cái nút này là người sửa người chuyên nghiệp sửa rất nhanh chính là nút này She stop Thế còn những cái đàn đời thấp thì không có nút này. Tiếp theo bên cạnh Start, stop chúng ta sẽ có nút ringist banh select nó hai dấu cộng dấu trừ này. Đó là gì? Khi chúng ta chọn banh tiếng ở trên mặt đàn chọn từng banh tiếng một thì chúng ta chạm như ở cái đàn này chúng ta chạm cảm ứng vào màn hình trực tiếp từng banh đấy thì nó sẽ nhảy sang banh tiếng cái quá trình chúng ta đánh thì chúng ta có hai cái nút này chúng ta ấn vào đây nó sẽ hiện từng banh tiếng lên và nó nó nách đi ví dụ chúng ta ấn cộng 1 cộng 2 thì nó sẽ tiếp tục nó nó nách sang các banh tiếng khác và chúng ta ấn dấu trừ thì nó sẽ trừ các banh tiếng và nó hiện một cái dòng nhỏ nhỏ trạng thái thôi là, là banh tiếng gì tên là gì đấy thì cái quá trình mà chúng ta đệm hát quá trình chúng ta đánh đàn thì chúng ta dùng quen banh tiếng người ta rồi thì ra bấm cái này cộng trừ này để chọn banh tiếng rất là nhanh nó cũng rất là hữu ích tuy nhiên chúng ta phải tập quen quý vị phải dùng quen thì chúng quý vị mới dùng được hai cái cộng trừ này banh tiếng này bên cạnh đó nó có một nút freezer nút này rất quan trọng mà tôi đã từng nói trong các video là khi quý vị bắt đầu bật đàn lên quý vị phải bật cái nút này lên cái nút này nó có ý nghĩa là nó khóa tiếng tại sao là có một số cái cái đàn mà khi quý vị không biết mới đánh quý vị bấm vào tiếng một xong bấm sang tiếng hai tự dưng nó nhảy transport hoặc nó nhảy một số cái khác tự dưng hợp âm mất thì chính là nút này thì bản thân ở bên trong cái nút freezer này chúng ta sẽ có cái phần cài đặt ở bên trong đàn đấy là cài đặt để mở cái gì khóa cái gì tức là khi mà ta bật cái nút freezer này đèn lên có nghĩa là ta bật các banh tiếng này nó sẽ giữ lại một số cái và nó không bị mất đi còn nếu như ta không khóa nó thì khi ta nhảy banh tiếng là nó sẽ nhảy sang cái khác. Cái nút này nó có giá trị thường là bật lên nhưng cũng có những lúc ta phải tắt nó đi. Ta tắt nó đi trong trường hợp nào? Ví dụ tôi chơi cái bài hai tiết tấu. Quý vị lưu ý là trong cái freezer này chúng ta lưu được tất cả mọi thứ chỉnh được cả transport này, chỉnh được cả tốc độ này. À, ví dụ cái đoạn đầu ba lát là tempo 76 hoặc tempo 70 đi tôi chọn tempo 70 này tiết tấu 3 lát này tiếng string này thì tôi tắt freezer đi tôi ấn memory tôi lưu vào băng số 1 tôi chọn tiết tấu là cha 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 tempo 130 tiếng là brass thì lúc này tôi vẫn tắt cái freezer đi và tôi ấn memory và tôi ấn vào số 2 thì nó sẽ lưu vào vào đàn nó hiểu rằng à cái số 2 này khi mà ấn ra số 2 thì nó sẽ cho mình là cái tempo bao nhiêu transport như thế nào và tốc độ bao nhiêu và tiết tấu loại gì sau đó cái quá trình tôi đệm hát tôi muốn cho nó nhanh bắt đầu hết đoạn điệp khúc rồi thì lại về tiết tấu ballad thì tôi lại ấn số 1 một cái thì nó nhảy tất cả về số 1 đó thì cái lúc này tôi phải cần tắt cái freezer đi còn nếu sang một bài khác mà tôi đệm ballad tôi muốn dùng cả 8 cái tiếng này nó vẫn một cái tiết tấu ballad thôi nó không bị nhảy thì tôi phải bật cái freezer này lên thì nó sẽ không nhảy sang tiết tấu khác nhau freezer rất là giá trị tiếp theo cái nút memory memory này là để lưu các cái dữ liệu vào Cái banh tiếng Thì quý vị muốn lưu Ví dụ tiếng số 1 Là string này Tiếng số 2 là 6 For lead này Tiếng số 3 là đàn tranh Tiếng số 4 uh, là brass Thế vậy chúng ta sẽ phải lưu từng tiếng Thế lưu bằng cách nào Chúng ta chỉ cần ấn một vào khi quý vị chọn tiếng ví dụ tiếng string tiếng đàn dây quý vị chọn xong rồi thì quý vị ấn memory một cái sau đó ấn vào số 1 đàn nó sẽ lưu lại sau đó lại chọn sang tiếng số 2 là tiếng sáo piccolo hay là sáo mèo ấn vào định lưu vào số 2 thì chúng ta sẽ ấn vào memory sau đó ấn vào số 2 số 3 4 5 6 7 8 cũng tiếp tục làm như thế và đây mới là lưu tạo sau cái lưu này quý vị lại phải vào màn hình chính để quý vị xếp nó vào ở trong cái phần banh tiếng nếu không quý vị tắt đàn đi nó sẽ bị mất Hoặc khi quý vị chọn sang banh tiếng khác nó sẽ hỏi quý vị có lưu lại không Yes, no hiện trên màn hình Đấy, cái phần này thì tôi cũng có một cái video tôi đã nói về cách lưu banh tiếng trên đàn LX700, LX900 Nếu quý vị nào chưa biết thì mời quý vị xem Bên cạnh đó chúng ta sẽ thấy là mỗi một cái đàn nó có một cái phần nó có bốn cái nút 1, 2, 3, 4 Nó ghi chữ là One Town Setting cái này nó giống như ở cái, cái OTS link ấy. Có nghĩa là khi quý vị chọn một cái tiết tấu thì nó sẽ có 4 tiếng 4 tiếng đi kèm theo bốn cái phim ABCD Nhưng nếu như quý vị không muốn Ví dụ quý vị ấn sang phim B Mà quý vị vẫn muốn chơi cái tiếng của A Thì quý vị ấn vào One Sound Setting này Chọn tiếng số 1 này Đấy cái này nó tương ứng với bốn cái tiếng 1, 2, 3, 4 là ABCD Mà chúng ta ấn trực tiếp vào đây Ví dụ quý vị ấn ở phim D thì nó sẽ là một tiếng nhưng quý vị vẫn muốn đánh ở phim D nhưng mà lại tiếng một thì quý vị ấn sang bên này quý vị nhớ chưa ạ như vậy cái này với cái nút ở đầu tiên, cái nút đầu tiên, cái nút OTS link là giống nhau. Bên cạnh đó, tiếp tục chúng ta thấy nó có một cái dãy nút nó ghi là multi pass control. Cái nút này nó sẽ có nghĩa rằng quý vị sẽ có 1, 2, 3, 4, bốn cái phần tiếng nó sẽ đệm vào cùng với tiết tấu của chúng ta. Cái này rất là thú vị cái multi pass này. Cái multi pass này quý vị nên tìm hiểu. Nó hay lắm bởi vì trong đàn người ta đã setup set up sẵn cho mình một cái multi pass này rồi. Có nghĩa là đây ví dụ quý vị chọn một cái gì đó một cái tiếng nào đó tiếng bông vô hay cái gì đó với bất kỳ tiết tấu nào thì khi quý vị chạy tiết tấu sau đó quý vị ấn cái này thì nó sẽ tự vào đầu nhịp và nó sẽ bổ sung thêm cái nhạc cụ vào trong cái tiết tấu của chúng ta nó rất là hay ở đây chúng ta có rất là nhiều mục cả nhạc EDM này drum này quốc vintage brass này vocal cũng có rất nhiều thứ và cái quan trọng là cái multipad này nó sẽ chạy theo cái tiết tấu của quý vị nó chạy theo tiết tấu nó chạy theo tốc độ và nó sẽ tự căn chỉnh nó rất là hợp và nghe là thú vị lắm đây là một trong những phần quý vị nên tìm hiểu và nếu muốn mở nó thì quý vị chỉ cần ấn vào cái select sau đó quý vị chọn vào một cái banh nào đó multi -pad. thì ở dưới này quý vị sẽ có bốn tiếng một hai ba bốn bốn cái tiếng nó sẽ đi kèm vào và như tôi đã có một cái video tôi giới thiệu về cái cách với những cái đàn sx bảy trăm sx chín trăm chúng ta có thể đưa những cái tiếng uh, tiếng quay ở bên ngoài vào ví dụ như tiếng chim hót tiếng nước chảy tiếng tàu tiếng ngựa đủ các thứ tiếng thì chúng ta sẽ cài đặt vào đây chúng ta gắn lệnh vào đây thì khi chúng ta quá trình chúng ta đệm hát chúng ta có thể ấn cái này nó sẽ có tiếng đấy đây. ví dụ tôi đệm một bài hát về tình ca tây bắc thì tiếng suối chảy tiếng nước tiếng chim hót thì tôi cài sẵn vào đây và đến cái bài đấy tôi ấn cái bốn cái tiếng này thì tiếng chim hót nó cứ hót và suối nó cứ chảy thì ở những cái cây đàn hiện đại đời cao thì mới có ép được cái tính năng là đưa cái sóng nhạc tức là mình cắt những cái file nhạc bằng đuôi quay mp3 dán vào đây thế còn những cây đàn đời thấp thì nó không có tính năng này mà nó chỉ có multipad của đàn thôi thì những cái đàn ví dụ như cao nhất là SX700, SX900 chúng ta có thể gắn cái tiếng vào đây được thì uh, ví dụ như trong các cái USB mà quý vị mua đàn của tôi thì tôi có cái phần multipad có tiếng chim hót mấy tiếng nước chảy các thứ đó thì quý vị có thể gắn quý vị xem cái phần tôi hướng dẫn có một cái video cách gắn multipad và cái quá trình nó chạy nó có thể chạy suốt bốn cái cùng chạy một lúc nếu quý vị muốn dừng quý vị ấn vào nút stop thì nó sẽ dừng hết cái này hoặc là ấn cái một chạy đang chạy giờ muốn thấy nó không hay hoặc là muốn đổi khác ấn vào stop nó sẽ stop luôn đó rất là hay multipath control bên cạnh multipath chúng ta sẽ thấy có hai cái nút là upgrade octa cộng trừ hai cái nút này ở ngoài cùng trên cùng của đàn ấy 700 ấy 900 có nghĩa là chúng ta muốn nâng cái octa lên quý vị biết rằng cái đàn à, bàn phím piano nó có 88 phím đó là đủ quãng nhất của tiếng piano rất là rộng nhưng ở trên cái đàn organ người ta chỉ để 61 phím thôi bởi vì là nếu mà 88 phím thì nó rất là dài và mang đi nó không thuận tiện. Và 61 phím thì người ta đôi khi cũng chơi quá đủ rồi. À, nhưng có những cái tiếng có những cái lúc người ta cần nâng lên một octa, tức là nâng lên một quãng 8 thì người ta dùng cái nút này. Cộng một cái là trên màn hình nó sẽ hiển thị và trừ đi octa thì nó sẽ thấp xuống nữa thì chính là cái nút này lên hẳn một quãng 8 quý vị nhé. Đẩy cả bàn phím lên một quãng 8, hai quãng 8, ba quãng 8 nó sẽ đẩy lên được hết vị trí nhà nút này nút này là nút tắt dùng rất là nhanh tiếp theo chúng ta sẽ để ý đến cái phần song phần song phần này ở phía trên bên tay trái của mặt đàn những cái đàn khác cũng có nút này nhưng mỗi đàn nó một cách khác nhau nhưng ở trên cây đàn x 700 x 900 nó sẽ cụ thể như sau à, quý vị thấy rằng nó có nút song và nó sẽ có một nút là player và ở dưới là recording và ở bên này nó có ba cái nút một là play pause và tua đi tua lại của phần MIDI và ở dưới cũng thế của phần audio hai cái phần này là khác nhau đây là chúng ta để mở những bài song quý vị nhé bài nhạc ấy thì phần nhạc MIDI là những phần bài song rất nhiều thể loại nhạc cổ điển mà người ta làm rất nhiều bài nhạc người ta làm nhưng chỉ mở trên đàn organ mà thôi theo định dạng của đàn organ còn phần audio là phần chúng ta có thể lấy những cái file nhạc ở trên mạng nhạc quay nhạc mp3 không phải video quý vị nhé chỉ audio thôi thì quý vị có thể mở được ở trên đàn này thì những cái đàn đời thấp thì sẽ chỉ có song midi thôi còn những cái đàn đời cao bắt đầu mới có audio tuy nhiên ở cái đàn SX700, SX900 nó là đời cao nhất chính vì thế cái phần audio của nó ở trên màn hình nó hiện rất là rõ ở cái đàn SX700, SX900 thì nó thêm rất nhiều tính năng rất là giá trị mà những cái đàn trước đó không có Kể cả những cái đàn trước đó có thể có cái phần audio nhưng nó không được đầy đủ tính năng như thế này. Nhìn vào sơ qua màn hình này, quý vị có thể thấy rằng hai cái phần MIDI và audio hiện rất là rõ. Thì ở bên audio, nếu như quý vị muốn mở những bài mà quý vị lấy ở trên mạng, copy vào USB đuôi Way đuôi 13 thì quý vị chọn vào audio, còn nếu như mở phần MIDI thì quý vị chọn vào MIDI. Thì hôm trước tôi đã có một cái video tôi giới thiệu về cách copy những file MIDI để mở trên đàn thì khi quý vị mua một cây đàn tại Tuấn Lưu Organ thì tôi sẽ tặng cho quý vị một cái USB và trong đó nó có một cái phần song MIDI nó lên đến vài trăm bài đến vài nghìn bài nhạc nhạc cổ điển rồi đủ có thể loại thì để chạy bằng MIDI nó rất là nhẹ nó chỉ mấy trăm kb một bài thôi nhưng mà nó chạy theo âm sắc của từng cây đàn nó rất là hay thì cái phần này chính là phần MIDI này phần MIDI thì tôi nói sơ qua về MIDI thì MIDI ở trong này chúng ta có thể nó có thể hiện được karaoke hiện được nốt này, score lyric này, text này. Nếu cái bài đấy mà có phần chữ thì nó cũng sẽ hiện cả chữ ở cái màn hình này. Quý vị có thể uh, mở trên đàn này nó cũng có một cái số cái bài song mà nó sẽ hiện ra nốt nhạc này, uh, lời karaoke này hoặc là hoặc là lời bài hát này rất nhiều cái hay ở đây. Quý vị có thể tua ở trên cái thanh này hoặc là play tua đi tua lại. Thì cái phần midi này chúng ta có thể cộng trừ transport tempo là nó ở ở trên đàn là nó sẽ chạy theo. Nó sẽ điều khiển được phần MIDI này Còn ở phần audio Thì chúng ta sẽ chỉ sử dụng ở trong phần này mà thôi Ví dụ quý vị chọn một bài hát Sau đó quý vị play Thì ở đây quý vị thấy Cái nút mà V Cancel này Có nghĩa là chúng ta có thể tách lời ở trên Tại đây được Cái bài hát nếu có lời Quý vị ấn vào cái mồm này Nó sẽ ngậm cái mồm lại Thì có nghĩa là sẽ có lời hát Và khi quý vị Cái mồm này chúng ta mở ra Thì chúng ta sẽ được hát này Quý vị hình dung ạ à? Đấy quý vị cứ làm thử có nghĩa là cái V console này là nó tách nhạc có nhiệm vụ là tách nhạc có lời thành nhạc karaoke để quý vị hát đấy rất là hay thành nhạc beat đấy tất nhiên nó không sạch nó không sạch bằng những phần mềm khác ở trên máy tính nhưng với góc độ một cây đàn organ mà làm được như thế cũng là rất là cao siêu rồi bên cạnh đó là cái nút t stress một phần trăm có cái hình cái đồng hồ này có nghĩa là chỉnh được tốc độ tốc độ của cái bài mv 3 đó quý vị chỉnh nhanh hay chậm nó sẽ chỉnh ở đây bên cạnh đó là pick ship có nghĩa là transport cho cái bài mp3 đó à, và quý vị thấy là ở trên tính năng của các cái đầu karaoke hiện đại ấy, Quý vị đang hát mà nó thấp quá chúng ta nâng tông lên ấy. Thì đấy thì ở đây này cũng làm được Chính là cái pitch shift này Nâng tông hạ tông của bài nhạc đuôi quay hoặc mp3 Và bên cạnh đó là APAB repeat có nghĩa là chúng ta đang nghe chúng ta ấn A một cái này xong là đến một cái đoạn trong vòng khoảng một phút rồi ta ấn một lần nữa nó b thì nó sẽ lặp lại ab và lyric và text là nếu như quý vị bài hát này của quý vị mà có phần lời quý vị làm trên máy tính thì nó sẽ hiện ở trên cái màn hình này đó là phần song khi quý vị mở phần song player thì đã có những cái video tôi giới thiệu chi tiết về từng phần ví dụ mở 38 các bài hát thì chúng ta phải mở chỗ này nó rất là chi tiết tôi đã làm một video hướng dẫn rồi 38 các bài hát để đệm hát đấy mà cái bộ dữ liệu mà mà tôi bán cho quý vị cái phần lời ca sĩ hát để quý vị tập đệm hát ấy thì chúng ta mới mở đây và có một video nói sâu về cái đó rồi còn cái nút recording này là cái nút mà dành cho để thu chúng ta có thể thu đánh lại trên đàn chúng ta thu thu nhanh thu chậm thu 16 trách làm sequencer tất cả nằm trong này khi quý vị ấn vào recording thì trên màn hình nó sẽ hiện ra cái phần thu để chúng ta chọn thu cái phần thu này tôi đã có một cái video riêng nói về cách thu rồi quý vị có thể tham khảo cái chi tiết phần thu đó tiếp theo chúng ta đến cái phần style quý vị thấy trên đây nó có 1, hai ba bốn năm sáu bảy tám chín 10 mười cái nút pop rock cái đan này anb này ja latin này bathroom này thì những cái nút này là để thể hiện mỗi một cái nút này quý vị bấm vào nó sẽ ra các loại tiết tấu đấy ví dụ đây quý vị bấm vào pop rock này trên màn hình nó hiện ra Quý vị có thể bấm vào nút ở trên màn hình, cảm ứng hoặc là nút ở, ở kia cũng được. Thì ở đây khi quý vị ấn vào Pop Rock thì nó sẽ có ở đây nó hiện các cái page 1 2 3 4 5 là còn nhiều page nữa thì quý vị ấn vào cái mũi tên này này. Nó sẽ hiện ra tên của các cái tiết tấu và chúng ta chọn tiết tấu nào ta bấm vào đây. Nó ghi rõ thông tin là tên tiết tấu và tempo ở đây. Ví dụ quý vị muốn vào ja, thì quý vị ấn sang ja, thì nó lại có các tiết tấu ở đây để ta chọn. Đấy. Như vậy chúng ta sẽ có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cái folder này có nghĩa là mỗi một folder nó tối thiểu khoảng có 10 10 tiết tấu hoặc là hơn nữa thì nó lên đến vài trăm tiết tấu. Thế thì thường là với những người mới dùng đàn ấy mà ngày xưa mà chưa có tiết tấu bên ngoài ấy, thì chúng tôi phải thuộc hết tiết tấu ở trong này. Nhưng bây giờ đa số chúng ta có tiết tấu từ bên ngoài cài vào nó hay hơn thì chúng ta ít dùng cái phần này. Thì chúng ta sẽ ấn vào cái nút expansion user này. Đấy. Thì trong này nó sẽ có phần user, phần USB, phần expansion thì đa số là phần user. Ví dụ như tôi có cóp tặng cho quý vị khi quý vị mua là tuấn lưu piano bộ L hoặc là mua đàn thì tôi đều cóp tặng mấy trăm tiết tấu để quý vị dùng ở đây. Nó đầy đủ hết tiết tấu để quý vị ta chơi mà rất là hay chứ không cần phải vào tiết tấu trong đàn tiết tấu trong đàn thì nó cũng đủ thể loại nhưng đôi khi nó không phù hợp với nhạc của việt nam và người ta làm thì nó nghe nó cũng không được chúng ta không được sướng tai lắm bằng tiết tấu làm đấy là phần tiết tấu còn phía bên tay phải chúng ta sẽ có cái nút mix setting vocal harmony đây chính là cái nút để điều khiển cái phần à, hát karaoke tức là phần cắm micro ấy. ở cái đàn này nó cắm micro vào và quý vị có thể chỉnh effect để quý vị hát các thứ nó như một bộ âm thanh nó rất là hay chỉnh rất nhiều chế độ ở trong này thì đây là cái nút này để chỉnh khi chúng ta ấn nút này và chúng ta nhìn trên màn hình nó chỉnh theo dưới đó là cái playlist playlist cũng là một cái dạng để lưu các cái list bài mà quý vị có thể nếu mà quý vị cần ở trong này nó cũng có sẵn một số playlist những cái bài nhạc nước ngoài thì chúng ta có nghĩa là gì tên bài và nó chỉ chúng ta chỉ cần ấn vào đấy thôi nó đã cài đặt sẵn cho chúng ta tiết tấu tốc độ và âm sắc chơi tuy nhiên nó không phù hợp với người Việt Nam vì đấy là những bài của nước ngoài và đã có một cái video tôi nói về cái tạo playlist những cái bài hát của Việt Nam để chúng ta chọn Thì quý vị có thể xem cái video đó tham khảo vào nút này Tiếp theo nữa quý vị nhìn thấy bên này nó có phần voi Bên kia là style, bên này là voi Voi là phần rất quan trọng Đó là phần đánh đàn cái tiếng ở bên tay phải Đấy Thì trên đàn bao giờ nó cũng có những tiếng cơ bản Nó ghi rõ đây piano và e piano Tức là piano cơ và piano điện Thì trong cái nút này quý vị bấm vào đây nó sẽ ra một loạt tất cả các loại tiếng piano để quý vị chọn organ cũng thế guitar accordion rất nhiều đây gọi là từng bộ một cái bốn bộ cơ bản là dây gỗ đồng gõ thì có lẽ là trong một cái video nào đó tôi sẽ giới thiệu về cái bốn bộ cơ bản trong nhàn nhạc, nhạc giao hưởng còn ở trong đàn organ thì ngoài bốn bộ đấy thì nó có thêm rất nhiều cái bộ tiếng khác bộ tiếng điện tử để nó làm cho phong phú tuy nhiên với những cây đàn hiện đại này thì đa số là chúng ta sử dụng cái bộ CL. CL là gì? Với những cái đàn này mà chưa có CL mà quý vị mua mới cứng thì nó không có CL thì quý vị chỉ dùng được những cái tiếng trong này thôi. Nhưng nếu như chúng tôi cài cái bộ CL giống như bộ của Tuấn Lê Organ thì nó sẽ nằm ở trong cái expansion user này. Và khi đó cái phần tiếng chúng tôi cài cái CL có nghĩa là những cái tiếng mà thu trực tiếp từ những nhạc cụ ở bên ngoài để đưa vào đàn này. Ví dụ tiếng đàn tranh thì chúng tôi ngồi chúng tôi thu lại người nhạc công đàn tranh đánh đủ hết các cái nút các cái cung cung bậc của đấy, tiếng đàn tranh thu lại trực tiếp nghe nó nó chuẩn luôn tiếng đàn tranh sau đó đưa vào trong đàn này để quý vị đánh trên 61 phím này nó ra tiếng đàn tranh nhưng mà nghe như thật luôn đấy gọi là xem l thế thì khi quý vị bộ đàn tại tuấn lưu organ thì tôi sẽ tặng cho quý vị một bộ xem l hoặc là quý vị mua một bộ xem l không giống như tôi đã giới thiệu một bộ xem l có giá một triệu rưỡi cho đàn sx 700 trăm 900 chín thì chúng ta sẽ cài vào chúng ta không dùng đến cái phần voi này của đàn này mà ta dùng chủ yếu là CML cũng quá đủ rồi vì vì nó quá hay thì đấy là cái giá trị của cái bộ CML và những cái đàn đời cao này mới cài được đó đây, phần void này phần voi là như vậy tiếp theo chúng ta thấy là có một cái nút tròn này là để quay để chỉnh cho nhiều cái nút khác nhau nó là một cái dạng nhanh nó quay không có tốc độ dưới nó thì có nút ấy, cộng trừ cũng giống như cái nút này nó chỉ là đi và inco này có nghĩa là cộng lên và trừ đi một thôi còn ở trên này ta quay được nhiều hơn dưới đó là nút exit, exit là khi mà chúng ta đang vào tính năng nào đó mà ta ấn về exit thì nó sẽ về cái màn hình, về cái màn hình chủ đạo của chúng ta. Bên cạnh đó là nút enter, có nghĩa rằng là quý vị hoặc là trên màn hình này quý vị chạm tay vào hoặc là quý vị quay cái này đến cái ô trắng ấy, ấn nó đến đó rồi quý vị ấn enter cũng được, cũng là một cái chọn. Nó chỉ như vậy thôi. Tiếp theo bên cạnh nó là một số cái phần pack select có nghĩa là cái phần ride một ride 2, led led hole này là cái phần tiếng kỹ thuật đánh về tiếng ví dụ như quý vị cái led hole này quý vị muốn bấm hợp âm mà nó có một cái tiếng nhạc nền tiếng dây thì chúng ta sẽ cài đặt ở trên màn hình ấn led hole bật cái này lên led này nó sẽ có cái tiếng nhạc nền tức là nó là những kỹ thuật rất là cao mà dành cho những người nhạc công nó điêu luyện người ta sẽ dùng cái phần này để cho cái đàn này nó phát huy được hết cái hiệu quả của nó thì chính là phần này tiếp theo chúng ta sẽ thấy là một phần nữa đó là big ben thì như ở cái đàn SX 700, SX 900, à, đây có thể nói là một trong những cái model mà cao cấp nhất của Yamaha với cái dòng đàn phổ thông lần đầu tiên được ứng dụng cái ben bốn chiều đẩy lên kéo xuống gạt sang phải sang trái, đây gọi là ben bốn chiều, mà trước đây các đời đàn Yamaha là không có, chỉ có ở dòng đàn Jolan hay đàn Korg những cái cây đàn chuyên dụng, nhưng ứng dụng vào đàn Yamaha thì SX700, SX900 là một sự tuyệt vời Bởi vì đàn SX700, SX900 của Yamaha Nói chung đàn Yamaha dành cho những người đi biểu diễn chuyên nghiệp cũng như nghiệp dư rất là tiện Bởi vì cái tiết tấu hay là cái cách sử dụng nó rất là dễ dùng với người Việt Nam nói riêng hay là những người trên thế giới với mỗi một, một dân tộc người ta muốn cài cái gì của mình vào thì nó rất là tiện và đàn Yamaha thì nó đáp ứng được tất cả những cái mong muốn đó và ai cũng dùng được thì hai cái đời đàn RX700, RX900 bắt đầu hãng đã cải tiến và cho cái Big Band này vào thì tôi đánh giá đây là một trong những cải tiến mà rất là cao, đánh giá rất là cao, rất là hữu dụng trên cây đàn RX700, RX900. Trên đó nó có hai cái nút modulation Hold và cái rotary này thì hai nút này thì gần như chúng ta không dùng đến cái modulation này có nghĩa là khi chúng ta đẩy ben lên thì tiếng nó tạo tiếng rung và ta ấn bật cái đèn Modulation hole này lên thì tiếng nó vẫn cứ rung mãi như thế nó là cách của những cái đàn cao cấp kiểu Roland chuyên dụng nó có nút này còn cái nút uh, rosary này chúng ta dùng chỉ dùng cho cái tiếng organ thôi nó là rung nhanh hay rung chậm thôi cái này cũng không dùng đến và ở dưới cái ben này chúng ta có một cái lỗ để cắm phone có nghĩa là khi quý vị muốn cắm tai nghe thì quý vị cắm vào cái lỗ này lỗ phone lỗ ra âm thanh tổng và trên nó sẽ cắt đi cái âm thanh ở loa đàn cái này là rắc 6 ly khi quý vị muốn cắm tai nghe quý vị có một cái đầu nối 6 ly cắm vào đây thì khi quý vị mua đàn tại tuấn lưu piano bao giờ tôi cũng tặng cho quý vị một cái đầu rắc để cắm vào đây để cắm tai nghe và cuối cùng là phần màn hình tổng quan của cây đàn trên màn hình này nó hiện tất cả những cái gì mà chúng ta cần tuy nhiên mỗi một cái nút nó sẽ có một tính năng khác nhau và nếu như quý vị cần tìm hiểu vào cái gì thì quý vị ấn vào đó nó rất là trực quan và đa số thì chúng ta chỉ dùng hai cái đó là cái style này ấn vào nút này style này và cái ring ration có những phần tiếng người ta chọn vào đây multi band cũng có audio cũng có midi cũng có drive một drive hai nó có hiển thị hết ở đây tuy nhiên thì đa số là chúng ta chỉ dùng đến nhiều nhất là style và chọn băng tiếng thì ấn vào trên màn hình hai cái chỗ này thế thôi ạ còn những cái tính năng khác thì ta chưa dùng đến mấy và một cái nữa tôi muốn giới thiệu với quý vị đó là ở dưới màn hình chúng ta có 6 nút ICNet này đó là a b c d e f để làm gì đây là một trong những cái cải tiến của hai cái model đàn sx 700 trăm sx chín trăm và những cái model đàn trước đó không có được nếu như quá trình quý vị sử dụng quý vị muốn một cái tính năng nào đó mình tìm nhanh nhất thì quý vị có thể gán lệnh vào đây quý vị có thể gán vào sáu cái nút này và mặc định của nó hiện tại mỗi nút đang có một tính năng rồi nhưng quý vị có thể nhìn thấy quý vị ấn vào cái f này chúng ta sẽ hiện ra được cái chi tiết của cái banh tiếng chúng ta sẽ đặt tên tiếng từ 1 đến tám chúng ta có thể ghi chi tiết vào đấy là cái gì thì cái nút này nó có tác dụng này. Ngoài ra những cái nút này cũng sẽ có tác dụng như thế và ta gắn lệnh thì có lẽ là trong một cái video khác tôi sẽ hướng dẫn quý vị cách gắn lệnh vào cái nút này. Để chúng ta sẽ dùng nó linh hoạt tùy biến theo ý thích của ta. Cái nút này rất là hay giá trị và tiếp theo quý vị thấy ở bên tay trái dưới cái volume chúng ta có hai cái núm hai cái volume cái phần light control này cái này rất là hay và giá trị tôi nghĩ là đánh giá rất cao ở hai cái nút này mà những cái đề đàn trước đó không có tôi có thể ví dụ minh họa cho quý vị tôi đã có video nói về hướng dẫn một cách gán gán lệnh cho hai nút này rồi nhưng tôi có thể nói qua để quý vị nắm được số 1 và số 2, hai, hai cái volume này à, nó có nhiều tính năng tuy nhiên chúng ta có thể gán cho nó hai tính năng rất quan trọng đó là cái quá trình quý vị chơi tiết tấu và âm sắc của chúng ta đánh lệch nhau thì như những cái đàn bình thường chúng ta phải vào nút mixer để chúng ta chọn chỉnh cái volume của từng cái một tuy nhiên ở cái đàn này chúng ta có thể gán lệnh cho nó nút số 1 này là chỉnh volume số 1 là volume của tiết tấu số 2 là volume của âm sắc để cái quá trình chúng ta đánh nếu mà tiết tấu nó to hơn âm sắc thì chúng ta vặn tiết tấu bé đi như vậy chúng ta có 3 nút volume một volume tổng và hai nút volume ở dưới thì cái nút này rất là hay với những người biểu diễn đi đệm hát Có trình chúng ta cần chỉnh to nhỏ chúng ta chỉnh luôn ở đây Có một mixer ở trên trước mặt này rồi Rất hay quý vị ạ Và tôi đã có một cái video tôi giới thiệu rất chi tiết về cách gán lệnh hai cái nút này Quý vị có thể xem tham khảo ở dưới Thế thì những cái video mà có liên quan đến cái video này mà tôi đã làm rồi thì tôi sẽ để cái đường link ở trong cái phần mô tả của video này Để quý vị xem xong quý vị muốn vào xem phần nào quý vị chọn vào đó Từ đầu đến giờ trong cái video này tôi đã giới thiệu tổng quan về tất cả những cái nút trên mặt đàn của hai cây đàn SX700 và SX900 Có thể nói đây là những cái hướng dẫn rất là giá trị Bởi vì không phải dành riêng cho những quý vị dùng hai cây SX700 900 Mà quý vị dùng bất kỳ một cái đàn organ nào của hãng Yamaha Quý vị đều có thể tham khảo cái video này để quý vị xem quý vị biết tính năng của nó là gì Bên trong của mỗi một cái nút này ở trên màn hình của nó là còn rất nhiều phần chỉnh khác và tìm hiểu rất là sâu những cái nút như thế này mà quý vị nắm được hết nó thì quý vị cũng đã hiểu khá nhiều về cây đàn organ và quý vị có thể quản lý được nó để sử dụng nó điều khiển nó rất là tốt còn những cái phần tính năng khác thì quý vị thắc mắc chỗ nào thì quý vị cứ đặt câu hỏi à, ở phần dưới comment thì khi nào tôi có thời gian tôi tổng hợp lại những câu hỏi và tôi sẽ trả lời trực tiếp hoặc tôi sẽ làm video để giới thiệu đến từng phần giúp cho quý vị bởi vì tôi là một người hiểu rất sâu về những cái đàn organ, tôi nghiên cứu rất kỹ. Chủ yếu là hãng Yamaha, còn những hãng khác thì tôi không nghiên cứu sâu bằng. Chính vì thế, tôi phân phối cho nhà sản xuất hai cái thương hiệu SX700 và SX900. Như vậy trên đây chỉ trong một video tôi đã giới thiệu tất cả những cái nút ở trên mặt đàn và giúp cho quý vị chỉ xem qua một video quý vị có thể ghi lại. Quý vị có một quyển sổ, quý vị ghi lại từng tính năng một chứ quý vị chắc là nếu mà xem không quý vị không nhớ hoặc là lúc nào quý vị cần thì quý vị lại mở cái video này ra ở trên youtube của tuấn lưu organ để quý vị xem quý vị tham khảo tính năng là cái gì hy vọng rằng sau khi xem xong video này sẽ giúp ích cho quý vị có thêm những cái cảm hứng mới để chơi đàn quý vị hiểu hơn về cây đàn của mình từ đó quý vị chơi đàn có nhiều cảm hứng hơn à, chúc quý vị có nhiều niềm vui với cây đàn của mình xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video bối tiếp theo của tuấn lưu organ